Anh ba sớm trên bán muối, cạnh bờ chuối hỏng yếu đuối, người ta đồng thanh niên sao muối. Còn em nè, em là cô ba ở sớm cuối, em bán chuối hãy lui dúi cạnh nhà tôi. Thế quái nào tôi hỏi em nói em thích ăn chuối, tôi nhanh chí tôi mua chục cây tặng ngược cho em. Ơ thế là không hiểu sao tôi mê luôn cô bán chuối. Anh bán muối thương cô bán chuối, chuyện tình vui ghê. Là chàng trai nhà quê bao nhiêu cô gái mê, vừa bùng về là anh đây bảo kê. Không hút chích phê pha cùng chẳng có bê tha, gọi em là đường khóm song song mà chứ ấy chẳng bò đi cùng chẳng phải sexy. Hai đứa hốt nhau về là cái tướng phu thê không có chỗ chê. Giờ tay đây bà con ơi, lại cho tôi đây. Ý tôi nên kể một chuyện tình này hay hay. Anh bán muối thì đã bị lùng lầy bởi cô bán chuối. Cái như vậy mà ao nhay, rồi đến khi nào hai đứa này chung tay? Ông đạo diễn viết cái gì ra đây? Hai nhân vật cái như vậy mà loay hoay, để cho sửa kịch bản tới cái đoạn mà hay hay. Người ta hay thường kể về chàng hoàng tương lai, cô lo lên chứ đâu cô nàng công chúa yêu anh đánh dài. Và giờ đây có thêm câu chuyện tôi kể hư câu nhưng có thật à. Về anh bán muối thương cô bán chuối, là chàng trai nhà quê bao nhiêu cô gái mê, như bông về là anh đây bảo kê. Không hút chích phê pha cùng chẳng có bê tha, gọi em là đường khóm song song mà chứ ấy chẳng bò đi cùng chẳng phải sexy. Hai đứa hốt nhau về là cái tướng phu thê không có chỗ chê. Rồi hai ta chui ra bụi chuối to tê tu tí, mình quảnh đã tuần tì. Tôi thương em là thương em rồi em ơi, đâu phải khơi khơi tôi mời qua chơi, đến khi em mời tôi say. Rồi mê chi cái tính em tính ngay bự lầy còn lối nhôi, con nhà người ta sao kỳ cục quá, hộp luôn cần gì phải lối thôi. Thiệt mỏ máy tính chân chè. Là chàng trai nhà quê bao nhiêu cô gái mê, dư bông về là anh đây bảo kê. Không hút chích phê pha cùng chẳng có bê tha, gọi em là đường khóm song song mà chứ ấy chẳng bò đi cùng chẳng phải sexy. Hai đứa hốt nhau về là cái tướng phu thế.